Thưa quý vị, với việc giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng, giá xăng ngày mai mùng 4 tháng 5 được dự báo có thể tăng từ 500 đến 600 đồng mỗi lít. Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ công bố giá cơ sở cho kỳ điều hành từ ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, do rơi vào ngày nghỉ lễ, nên việc điều chỉnh giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ được thực hiện vào ngày mai mùng 4 tháng 5. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, cập nhật đến ngày 28 tháng 4, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước. Với diễn biến như trên, trong kỳ điều hành này, nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng ngày mai có thể được điều chỉnh tăng từ 500 đến 600 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn. Từ ngày mai mùng 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến. Thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thisinh.thitotnghiep.edu.vn. Tuy nhiên, thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ 1800-8000 nhánh số 2 gồm 34 bàn trực theo yêu cầu, hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh, với số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước, yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng, bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn. Bộ cũng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến, cả đăng ký thử và đăng ký chính thức. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan, mưa cao hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Đồng thời theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới. Cũng theo nhận định của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2022, cường độ các cơn bão mạnh hơn, thời gian kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ vào các tháng mùa đông sẽ tương đối nóng. Tuy nhiên, qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các đơn vị nhà thầu chỉ nghỉ một ngày mùng 1 tháng 5. 3 ngày còn lại trên công trường vẫn duy trì việc thi công bình thường nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện trên các công trường của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng thiết bị máy móc ngày đêm thi công hạng mục san nền, thoát nước và móng cọc nhà ga hành khách. Đối với gói thầu san nền thoát nước, sau hơn 3 tháng thi công đã thực hiện đào đắp khoảng 6,6 triệu mét khối đất, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch. Riêng gói thầu thi công móng cọc nhà ga hành khách cảng đã thi công xong 15 cọc thí nghiệm và hoàn tất công tác chuẩn bị thiết bị thử tải trước khi tiến hành đại tra vào tháng 5 này. Dự kiến đến tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành 1.560 cọc để khởi công thân nhà ga hành khách. Theo tiến độ của chính phủ đề ra, dự án xây dựng giai đoạn 1 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành phải hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác vào năm 2025.